cực kỳ. Nhìn được bóng bay rồi. À. Tập trung. Tiếp tục di chuyển thôi. Như là xếp hàng lấy mì ăn đó. Đói rồi. Thế này là quay kiểu review mà chờ xếp hàng để lấy mì ăn cho mọi người. Tí có sức mà còn đứng quay video. Rất là dài đâu. Đường thử sẽ vô xếp hàng. Vừa coi những bàn thắng vừa xếp hàng vừa ăn mì. Vừa coi khoảnh khắc vừa xếp hàng để lấy mì ăn. Quá tuyệt vời những giây phút hồi hộp mà khi mà đã phân đề. Mỗi lần
bạn coi sự kiện này, mọi người có thể được thưởng thức mì miễn phí, uống nước miễn phí. Này có bia miễn phí nữa mọi người, nhưng mà ai đủ 18 tuổi thì mình mới được chơi, được uống mọi người. Màn hình ở đây bị mất tín hiệu rồi, view ở xa chứ. Trời xếp hàng còn đỡ, tí nó đông là phê. Đó, sắp tới mệt rồi, còn một người, hai người, ba người. Chờ nước sôi mọi người, đó là đông nên là nước sôi chung kịp. Và nhân viên đây đó là đúng vệ sinh thực phẩm an toàn luôn, và thấy khẩu trang và mọi thứ kỹ càng. Thì Phan Văn Đức hoạt động rộng và không phải đá cao, còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của các bạn. Sài Gòn 113 này là trung bình một ngày đi bộ là chắc cũng phải hơn 8 tiếng đó mọi người, vì là nó di chuyển liên tục đến các sự kiện từ buổi sáng đến buổi trưa, buổi trưa là ở đâu á, những ngày nhất là những ngày cuối tuần đó, rất là nhiều sự kiện luôn. Rất là thích quay để review cho mọi người biết cái nhịp sống Sài Gòn diễn ra hàng ngày như thế nào. Như Last Daily thì nó đi khắp thế giới, thì mình không có cơ hội như vậy, thì mình sẽ đi bộ nhé mọi người. Như Last thì đi máy bay qua từng nước, mỗi ngày một nước, mỗi tuần một nước để review về văn hóa cuộc sống. Thì ở đây Noah lập kênh này ra là sẽ review về Sài Gòn. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 nha mọi người, 2019. Ok, giờ mình sẽ di chuyển đến chỗ thuận lợi nhất để mình thưởng thức mình. Đây không biết có cái gì mà vui á, mọi người đăng ký ở đâu.
chương trình gì mà mọi người ghi tên danh sách. Này mình đang tặng áo hả? Mình đang làm chương trình gì vậy? Em review trên kênh Sài Gòn 113. Anh đã lo chụp hình rồi, anh không biết là cái gì luôn. Ok. À, cái này là được tặng áo mọi người. Ok. Đi xem đá bóng là được tặng áo. Mình đăng ký. Còn không cô gái cho anh một cái. Ok. À, mình sẽ xin một cái áo nha mọi người. Mình sẽ xin một cái áo. Ok. Để review cho mọi người xem. Ok. Rồi mình sẽ xin một cái áo thử nha. Mình sẽ phải ghi thông tin. Cái này có size gì không chị, hay là chỉ một size thôi? Em cho anh xin một size M nha. Cho anh xin một size M. Cô ấy không nghe luôn, cô ấy không thèm cho mình luôn. Bây giờ mình... giờ mình sẽ thử xin lại lần nữa coi được không nha. Em cho anh xin một cái thông tin của mình đúng không? Cảm ơn, rất là dễ thương luôn mọi người. Cảm ơn anh em. Cái ai mà coi Sài Gòn 113 thì nhớ review nha. Ok. Ở cuối dãy cái lem cuối cùng á, cái màn hình cuối cùng em mọi người đang xếp hàng á. Okay. À đúng rồi. Có phát nước không anh? Nước hả? Nước thì có bia, nếu mà tụi em đủ 18 tuổi ở trên góc kia. Thấy. À, mình cầm chứng minh nhân dân thì mình sẽ có một lon bia Tiger. Okay. Nếu mà tụi em đủ 18 tuổi. Em đủ chưa? Ok, good. Hôm nay trận Việt Nam với Thái Lan rất là quan trọng, cho nên có rất là nhiều chương trình sự kiện. Các bố nhà tài trợ đó là mạnh tay để tài trợ các chương trình cho mình. Các bạn có thể thấy cái cô gái BG giới thiệu đồ áo rất là nhiều mọi người. Đó, là bạn bán cờ nữa. Hôm nay sẽ là một trận quyết đấu. Không phải quyết đấu nhưng mà thật ra là nó quan trọng vì tính chất mọi người. Chứ còn thì Việt Nam với Thái Lan thì gặp nhau thì lúc nào cũng phải bật nhau mạnh mẽ mới biết được. Thì hai nước này là so kè coi ai là đứng đầu nền bóng đá để vươn ra xa hơn khỏi châu lục đó mọi người, vươn ra xa hơn khỏi cái vùng trũng Đông Nam Á. Việt Nam và Thái Lan đang là hai đầu tàu để kéo nền bóng đá Đông Nam Á đi xa hơn. Ok, mình đã gần tới trạm Tiger Beer. Tí nữa mình sẽ qua lấy bia nha mọi người. Bây giờ mình sẽ enjoy, ngồi lại enjoy mình và chờ hai thằng em mình nó đến. Không biết hai em mình đi đâu rồi. Đấy, giờ mình sẽ ngồi đây mình enjoy. Góc video này đẹp, mình sẽ ngồi góc nào? Mình sẽ ngồi góc này đi. À, góc này. Góc này được người ngắm. Trời ơi, đổ mì rồi.